Rồi. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khả em ơi. Sau 2 ngày cố gắng hoàn thành 9 mảnh đao trường tinh thì cũng trải qua rất là nhiều đắng cay ngọt bùi. Thì cũng có người giúp, cũng có người thương và cũng có những người trao đổi hơi canh một tí. Đó. Vấn đề như đơn giản là thôi. Nhiều anh em không hiểu vấn đề, nhiều khi anh em bàn tán cái vấn đề nó đi lên một cái kiểu là mình gây co cũng như là mình cãi nhau rồi nó mất hay nữa. Nói chung là mất hay nữa. Ok nha. Nên là anh em xem like của Khải á, Khải mong anh em thì mấy cái vấn đề đó Khải xử lý là ok rồi. Khải rất là bình thường. Còn anh em trên like nhiều thấy anh em cũng nhiều thấy anh em cũng hơi bức xúc á, thì Khải vẫn biết là anh em bức xúc cũng vì là tội cho Khải, thương cho Khải thì anh em bức xúc. Nên là Khải cũng biết vấn đề đó, nhưng mà anh em cứ bình tĩnh thoải mái. Cho dù như thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn là một cái game hiền thoại, một cái tựa game nó đi vào cái lối sống lành mạnh này nọ, chứ không phải là chúng ta phải chơi chơi game xong ra ngoài đường đánh nhau này nọ hay này nọ, nó dở nè. Ok chưa? Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Khải đã chuẩn bị đầy đủ các mảnh này mà. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ok chưa? Và bây giờ thì Khải sẽ đi ra mảnh. Còn sáng nay Khải sẽ đi vô đao, vô xương tinh. Không biết như thế nào. Nói chung là hơn 2 ngày rưỡi của Khải anh em. Nói chung anh em cứ tính đơn giản đi. Một mảnh, đổi một mảnh rác bù xu này nọ, một mảnh trung bình 10 kim cho đến 15 kim. Mảnh cuối cùng này Khải mua 15 kim. Thì nói chung là tất cả cây vũ khí này tương đương gần, ép một cây vũ khí này nó gần khoảng tầm rơi vào một mảnh cho 8 kim đi. Mảnh cuối 15 kim 1 triệu thì không nói rồi. Một mảnh 8 kim, trung bình một mảnh 8 kim là khoảng tầm 650k. Thì cây vũ khí này nằm ở vị trí là khoảng 6 triệu cho đến 7 triệu. Ok chưa? Đó. Nói chung là thời điểm này 6 triệu 7 triệu là chơi được. Ok. Rồi. Và chúng ta sẽ đi ép đỡ xem thực ra bao nhiêu và nhân phẩm của Khải cũng như là anh em phụ Khải của cái cây vũ khí này ra bao nhiêu. Và chúng ta cùng qua làm ăn. Ok chưa? Nói chứ chúc ông thành công, cây đao thành công tốt đẹp nha. Khải cái minh mãi đỉnh. Ok, cảm ơn những lời chúc của anh em cũng như là những cái câu comment của anh em. 41 cấp hả? Ok anh em. Hello, cảm ơn mọi người nha. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ vào việc anh em ạ. Nói chung thì Khải cũng đam mê con lông. Khải cũng đam mê con lông đao. Nên là Khải muốn chơi con lông đao cho nó khỏe nè. Ok, cảm ơn Uyên Nguyễn vừa donate em 500 sao nha. Hello Nguyễn Minh, hello Nguyễn Minh Phong. Chờ nãy giờ đã đọc. Hello Phương Nguyễn nha, hello Dầu, hello. Hello anh em. Ok, em cảm ơn Nguyễn Uyên. Uyên Nguyễn ở đây, donate em 500 sao. Nhật ơi, Nhật ơi, lô lô. Donate 500 sao là bao nhiêu tiền? 500 sao. 1 sao là bao nhiêu? Anh không biết, tại vì trên cái group này anh không rõ lắm. Ok, vô nha anh em ơi. Được, Khải đi. 500 sao là nghe nói là 7 Facebook của anh bạn ơi. Nghe nói 75 sao là 20k Việt Nam đồng, không biết phải đúng hay sai. Ok, Khải đi rửa mặt rửa tay cái này. Anh em chơi mini game cho vui. 150. Ok. Rồi, được, Khải đi rửa mặt rửa tay cái này vô mảnh này nè. Sao nữa? Lại sao nữa nè? Cảm ơn Phương Nguyễn nè. Ok anh em nào có đang xem live trên fanpage có hiện sao vừa đi tặng Khải giùm, Khải cảm ơn nha. Chúc ông thành công anh em ơi. Ok anh em, ok anh em vô nha. Ai nhận kèo sẽ kêu chẳng lẽ không phải rồi. Hello Tâm Lê Lê vừa donate 75 kim nha. 100 sao là 1 đô hả?
100 sao là 1 đô. Ok, Dương 365 nếu vậy là 500 sao là 100k Việt Nam đồng. Ok anh em ơi. Hello Giang Dương Minh em ơi. Mini game Khải ơi ạ. Ok, giờ mini game thì nhiều anh em lại đón. Thôi, mini game là tầm này anh em. Chơi mini game dự đoán tốc của đánh đi Khải. Ok, thôi giờ đợi Khải cho anh em một trò chơi đi. Mini game. Giờ dự đoán tốc cộng chống phái. Từ từ anh em, từ từ dự đoán nha. Sau câu comment chống phái chính xác nhất nhanh nhất, một người duy nhất tặng 50k cạp. Ok chưa? Rồi sau câu comment này nha anh em ơi. Rồi sau câu comment này anh em hãy comment đi, dự đoán đúng sẽ được 50k cạp. À, đầu thi cho 200k luôn à. Rồi, ai dự đoán nhanh và chính xác nhất nha em ơi. Những comment sâu nếu mà chở cũng như là đoán chậm thì không được hưởng nha em. Rồi, mini game dự đoán tốc. Hiện tại anh em nào đang muốn tham gia mini game thì từ trên fanpage có thể kích vào link bên dưới, ghé về kênh YouTube của Khải. Khải có ghi bên dưới cái link YouTube anh em. Anh em có thể dự đoán bên đây. Anh em lưu ý là hãy dự đoán một lần duy nhất và ai dự đoán nhanh chính xác nhất sẽ nhận 50k cạc nha em ơi. Nếu thi nguyện có donate thêm thì sẽ nhận thêm 200k từ thi nguyện nữa. Đó, ok chưa anh em? Đó, hiện tại phần quà của anh em lên đến 250k Việt Nam đồng. 250k Việt Nam đồng tương đương khoảng 4 cục kim nguyên bảo anh em ạ. Đó, 4 cục kim nguyên bảo cho anh em. Đó. Như là anh em dự đoán khá đồng đúng rồi. Dự đoán anh em như lưu ý một lần nha. Chợ Khải cho anh em dự đoán trong vòng 1 phút 30 giây. Dự đoán bên fanpage giúp em này anh em ơi. Huấn Trẻ này, Phan Tấn Đạt này. Thịnh Dụng Cụ này. Anh em kích vào link YouTube, ghé vào link YouTube bên dưới giùm em đi anh em ơi. Qua link YouTube đỡ dự đoán nha mọi người. Anh em dự đoán cho vui nha. Còn ai không dự đoán thì đứng đợi chơi một tí nha em. Anh em lưu ý nha em ơi. Dự đoán đúng tốc độ và chống phái nhanh và chính xác nhất sẽ nhận 250k từ Khải, 50k và từ Thi 200k. Đó. Chơi game vui vẻ em ơi. Đúng rồi, nhiều anh em thích mini game cho anh em một cái mini game cho vui. Anh em chơi vui vẻ là ok hết. Không sao nha. Rồi. Đợi chúng ta còn 40 giây nữa đợi bắt đầu khui. Cho anh em dự đoán nè em ơi, cho anh em dự đoán nha. Ai chưa dự đoán đi nè em ơi. Dự đoán một lần thôi mọi người. Trên kênh YouTube cho vui nè. Anh em nào dự đoán thì ghé kênh YouTube nha anh em ơi. Trên fanpage nhớ ghé kênh YouTube nha. Kênh fanpage nhớ ghé kênh YouTube nha mọi người. Anh em nhớ nghe ghé kênh YouTube nha. Rồi hiện tại thì Khải đang có mảnh đầy đủ này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok chưa? Bây giờ thì việc anh boss, anh may mắn này. Còn 30 giây nữa dự đoán nè em ơi. 30 giây nữa Khải sẽ khui nè em ơi. 30 giây nữa Khải sẽ khui nè em ơi. Nói chung thì mình á, ai cũng mong muốn là ra một cái tốt đẹp để mình chơi. Còn nó ra min thì mình chơi min thôi. Rồi ra mát thì mình chơi mát thôi. Bây giờ nó hên xui mà đâu biết được đâu nè. Nên là có ra cùi thì anh em cũng đừng có cười nha. Đó. Bây giờ tiền mình đầu tư vô hết chỗ này cũng gần hơn 7 triệu đi. Thì mình giờ mình ra sao mình chơi giỏi thôi. Anh em đừng có cười tôi buồn là được. À, cánh máy rồi nè em ơi. Cánh máy rồi nha. Rồi vô nè. Xanh chính nha Nam. Hiện tại chúng ta còn 15 giây để kết vào kênh YouTube để dự đoán nè em ơi. Rồi. Vô nè. Vô nha Nam. 6 7 8 Ok chưa? Ok chưa anh em ơi. Rồi. Ok anh em, nói chung là Khải kết ra gì cũng được. Anh em đừng có cười cũng như là đừng có cho anh Khải, đừng có chế giễu Khải được. Vì cái video này Khải làm ra cũng tốn hết gần 7 triệu anh em. Còn một số anh em đã donate này nọ nữa thì cũng hơn 6 triệu thôi. Ok. Bây giờ thì sau cái câu comment của Khải chốt không được commenter nữa nha. Rồi sau câu này là không tính rồi nha anh em ơi. Cho anh em thêm 10 giây nữa. Cho anh em thêm 10 giây. Ai chưa comment, comment đi anh em ơi. Sẽ nhận được 250k. Ai chưa comment, comment đi anh em ơi. Rồi 5 4 3 2 1 ngừng comment. Rồi, ho lý là ngừng comment rồi nha. Xanh chính. Rồi, ok chưa? Ok chưa anh em? Đó. Lên sàn liền anh em, mình nói là phát một anh em à. Giờ bắt đầu khui nè. Những anh em comment sâu như là Tài, Phạm Tấn, Tuyền Nguyễn, Ngọc rồi Hùng Trần này nó không tính rồi nha anh em ơi. Ôi, 26 đậu quá, 262. Chết rồi, đen quá. Má mình toàn tập luôn em ơi. Độ cái này lố rồi. Lố sắp mạng rồi. Mình toàn tập tính là 26, 2, chết rồi. Đồ.
tồn tại. Min hai số hai được coi ai trúng không? Đó, đơn giản là thôi, chứ mình chưa biết chắc chắn là mình ra viết bậc này nọ. Tại vì sao hôm trước 62 là hơn cái cây hệ kim xíu đó. Quá, 262 chán thiệt sự nè. Má chán đời à, biết bao nhiêu ngày công sức của anh em giờ là 262 buồn thúi ruột. Để coi thì ai trốn cho nè. Được rồi, cho anh em ra à, 262 à, chết rồi, đen rồi chịu rồi. À, cho anh em xem là ai trốn nha. À, 262 hiện tại có người 362 rất đáng tiếc. 262 giờ mình muốn bắt mà không được thì biết sao anh em. Anh em nào còn muốn 33 rồi các kiểu giúp Khải, nhưng mà cái số nó hên xui anh em à, chứ không thể nào mà như anh em muốn được. Rồi 262 là những comment chỉnh sửa là không được tính cho anh em. Như comment thông báo rút lại này, Kim Huyết Lệ này đã thông báo này sẽ không được chọn bình chọn lần thứ hai. Nguyễn Minh Hò 262 282 đủ xém chúng mới ghê chứ. Rồi 282 trời ơi, Minh toàn tập luôn em ơi, sắp mặt rồi. 281 bình xác còn 80 chứ đậu xanh. 282 đồ nhiều anh em bình luận 282 ghê luôn nè, má có đau. 252 đồ 282 3282 vẫn chưa có ai comment 262 thì một cái phần quà rất là xì đa nè mọi. 262 quá nhỏ luôn. 362 322 30 rồi anh em kéo lên, anh em kéo lên thử có ai trúng không nè, tại vì rất là nhiều người comment khá đáng vào tìm. À, nhỏ quá rồi, không ai trúng em ơi. Nói chung là đen rồi chịu rồi, xui quá chịu thôi nè. Nói chung thì bỏ hết 7 triệu nhưng mà nhận cái đau này thì nó thiệt là buồn thiệt, buồn thiệt, mà anh em đừng có cho là được. Bây giờ ép hình xui rồi nam, không ai trúng hết nha nam. Cái tốc 126 đúng không? Không biết đạt hay không, anh không để ý rồi. Đạt 126 thì đạt, thì đau nào mà chả đạt 126. Đau quá cùi. Á à, cái đạo nhìn chán đời. Wow, sổ nó minh từ đầu tới cuối luôn, hút nội lực cũng minh. Sát thương cũng minh, mắt đúng cái sát thương lấy 100%. Ôi, sát thương lấy 100% này, chưa minh, chưa mắt luôn. Quá cùi nè mày. Buồn thúi rồi. Quá chờ đợi biết nhiều ngày ra cái đau nhìn chán đời. Đau chán quá. Mãi lên luôn. Má ra cái đau nhìn chả cái gì nữa mà xài luôn. Má nhìn chán đời. Thôi số chịu đen chịu rồi. Đúng rồi, anh em nào cũng ăn muốn mà không được. Thôi ok, bây giờ thì ngừng vấn đề này lại. Nói chung anh em đã xem video, đang xem video này, thì nói chung là đen thì chịu anh em ơi. Hiện tại server chưa cho rã mảnh, nên là bây giờ chỉ cầm cái đao này đánh tà cho vui em, cho đỡ nói mà này nọ thì bó tay rồi. Má cái đao nhìn trắng đời luôn. Bán à, bán làm gì, chịu rồi đồ, chịu rồi. Thôi ok, anh em xem video đừng quên đỡ lại cho Khải một đăng ký kênh, cũng như là đang theo dõi trên fanpage, kích vào Khải nút theo dõi, cũng như là ghé, có thể ghé vào kênh YouTube ủng hộ Khải một đăng ký kênh cho anh em ơi. Đào này là nó rướm biết bao nhiêu máu chảnh. Bao tay cái bang. Cùi bái chứ. Bao tay cái bang rồi gần một cây đồng cừu luôn, ít đâu. Đâu gần một cây đình khái luôn, ít đâu. Rồi chịu thôi nè. Nói chung là hiện tại hôm nay mình có cái đào này đi, nó cùi đi, nhưng mà mình còn anh em ở đây. Mình còn anh em ở đây thì cũng như là cảm ơn anh em, cũng như là lời chúc mừng của tất cả mọi người. Khải rất là quý trọng anh em. Thì nói chung là anh em thích thì cứ đăng ký kênh mạnh, rồi sau này có ép hoặc là những cái món nào tiếp theo, Khải sẽ làm video anh em xem tiếp theo nha. Hôm nay là một hành trình rất là dài. Đêm nào cũng 2-3 giờ sáng. Này là ngày thứ hai rồi nè. Ngày thứ hai Khải đã ra được cái đao mà không được như mong đợi. Thôi đợi thì ra giả gã cái mảnh ra, xong rồi mình ép lại nè. Đó. Rồi ok anh em nha. Đó, dòng chúng ta sẽ bắt đầu trở lại với giai đoạn ép cái đai xăm hòn. Ok chưa? Đây cho anh em xem.